Rồi, hạng mục của ngày thứ bảy hôm nay là mình sẽ làm cái nồi cho anh trai này ở Tân Bình. Thì xe này là xe Suviva FI nha, 115 nha. 115 nha, cái số 115 ở Việt Nam mình là cũng ngon lắm á. Rồi thì đây là cái nồi là chạy lâu quá tuột, phụ nữ đi cho nên là tuột nồi rồi. Nữ đi tuột nồi, với lại là bị xì nhớt xe, thấy là bên qua lăng là nó xì nhớt dữ lắm, là thứ hai. Rồi thứ ba nữa đó là sấy xúc bắp, xúc họng phun kim phun và kiểm tra lọc gió nha. Rồi Viva FI. Rồi bản số 59N1 nè, 6-20-23. Rồi vậy đi, biết nó sao giờ. Rồi kiểm tra lọc gió rồi cho ảnh luôn nha. Rồi. Rồi bây giờ là sẽ tháo nồi ra nha anh em. Tháo nồi ra rồi sẽ phân tích hư cái gì rồi sửa ha. Biết nấu thì sao giờ. Đây quần slip nè, đây cái quần slip mâm lửa đó nè. Đây quần slip chụp kim phun nè. Đó. Quần slip cho người. Thì xe chạy một vòng về á thì mình thấy dưới lọc nhớt này nè. Lúc ảnh chạy xuống á thì nhớt rất là nhiều. Nhớt nó nhiễu ở đây nè, nên nó rỉ ở đây, thì sau khi mình lao xong á thì mình phát hiện ra là nó bị xì ở trên cái lốc của lốc đề, lốc mâm lửa xuống nha. Thì chút nữa mình sẽ kiểm tra ron rồi luôn. Rồi da xe này cũng có làm dàn hơi một lần rồi, cách đây cũng lâu rồi. Đó, mấy cái này là cần lưu ý đó. Vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi ha. Rồi để tháo ra rồi kiểm tra tổng thể nha anh em ơi. Đó. Thì cái này có vết chuông rồi chưa? Có làm chuông làm bố gì chưa? Rồi theo tình hình bố này làm như có làm rồi nha, bố này thì lì à. Đó, bố này bố giống như bố cước à. Chuông thì gờ 180 độ luôn. Đó. Gờ ghê lắm anh em ơi. Rồi, chuông rất là gờ nha. Rồi kiểm tra bố rồi. Ở đây là mình sẽ thay bố xịn cho ảnh nha. Đó. Rồi, nồi này làm như xài có 3 lá bố thôi, giống như quay S110. Rồi xe này là sấy xúc bắp nè, rồi xúc họng phun kim phun. Nói vậy thôi, chứ biết nói sao vậy. Cứng giờ hết chưa? Hết cũng tốt. Ồ, cái này là bị đổi màu nha, lá sắt nó bị đổi màu rồi, bị biến diệt rồi đó. Thôi là cái cặp đế nhôm thì cũng còn được nha. Đó, vậy đi. Rồi cặp đế nhôm là nó hơi xước nè. Rồi để mình kiểm tra lại tính sau. Để tìm ra cái cách giải quyết nha. Nè bố, nè lá sắt nè nó bị biến diệt nè. Chạy kéo quá nó biến diệt, nó thành titan luôn rồi đó. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ là mình sẽ xử lý lại cái rồi tính sau đó. Rồi ok gì trời. Rồi tóm lại là cái nồi này là thay bố lá, rồi vớt chuông dán bố, rồi vậy thôi ha, là hết rồi. Vậy đi, rồi tới bây giờ là coi qua lăng đâu có xì không nè. Rồi xì bên qua lăng chắc cú rồi ha, hiểu nhớ thì làm thôi, giản thôi. Xúc họng phun kim phun,
Rồi bố nồi là mình sẽ thay ba lá bố zin rồi nè nha. Rồi rồi giờ ron này phải thay ron mới rồi, từ từ đi lấy ron ha, còn chuông vớt vậy nè, còn láng hết rồi nha. Giờ đi thấy xúc bắp rồi này, xúc bắp dơ lắm nha, xúc bắp kim phun rồi rất là dơ luôn. Rồi đâu rồi kim phun nè, cái còn sim để dưới này luôn thôi ha. Rồi bây giờ là để ráp vô. Rồi đầu quy lát này mình sẽ sạch, làm sạch trong đây. Rồi sau đó là mình sẽ sấy xúc bắp nha. Rồi xe su Viva FI. Đó. Rồi vậy đi ha. Rồi cạo hết tối ra trong đây ra nha. Rồi đầu quy lát đồ là vô hết rồi heo. Ờ, mấy cái lò sơ, mấy cái lông đền mo nảy gì uốn éo rồi là đầy đủ để nó giữ cò không có rơi ngang nè. Rồi kim phun họng phun rồi nó xúc sạch sẽ rồi. Rồi nồi rồi cũng chuẩn bị vô hết rồi nha. Rồi, xe này là bạc đạn cam gì không có thay nha, thì khách cứ kêu mình sấy xúc bắp thôi. Rồi nè, thì xe của chiếc xe su Viva của anh này gửi là chiều thứ hai mới lấy, thì bây giờ là mình xúc kim phun họng phun rồi sạch sẽ rồi nha. Rồi giờ vô là gần nổ máy rồi đó, vô đầu sấy xúc bắp rồi hết rồi, à, kim phun đó nè, máy dài như cặt ngựa luôn. À. Rồi sau khi chiếc xe su Viva FI này là mà đã nổ máy rồi, ngày mai mình mới chạy nha anh em. Rồi xe này là kéo dài tập 1, tập 2, tập 3 luôn á, là 3 tập là 3 ngày á, nay về đi công tác rồi. Rồi ngày mai mình sẽ chạy, mình chỉnh gan ti đồ lại nữa là ok nha, ga hơi nhỏ. Rồi, chỉnh gan ti, chỉnh cò lại một cái nữa cho nó êm rồi mới giao khách được. Đó, ok. Rồi nồi rồi thì ok hết rồi đó, thì ngày mai tính. Rồi. Rồi con su Viva FI này thì xong rồi. Là tổng thiệt hại là sấy xúc bắp nè, rồi vệ sinh lọc gió, kim phun họng phun, thay ron lốc đề, lốc số, lốc nồi, lốc đề, rồi xin của lọc nhớt, lọc giấy á, đó. Rồi làm nồi thì thay nhớt nữa thì xe chả chạy ổn định này, xe chạy rất là bốc nè. Rồi nồi này nồi chảo nhưng mà làm lại nó vô số nhẹ hơn quay F110 đồ của Honda nha. Chạy bốc anh em ơi. Ngắt cái pizza ngọt ngào lắm. Rồi bữa nay là thứ hai chiều, khoảng đầu giờ chiều thì anh trai này anh xuống anh lấy xe rồi. Bữa cho anh mượn xe cũ để đi về. Rồi. Là nói chung là mình có làm nồi su Viva FI rồi luôn nha, làm máy rồi su Acelo gì X3 gì mình làm máy được hết nha. Ok hết. Rồi thì mình vẫn còn làm máy su Yuki Viva nha, thì anh em nào mà làm thì ghé mình làm su Viva, su Thái, su Viva FI rồi làm hết nha, su Revo, su Smart rồi làm láng hết. Để mất công anh em nói mình không có làm. Rồi thì ai mà làm thì ron, phốt rồi thì nói chung là cũng đủ, nhưng mà anh em làm su thì đồ nó hiếm, anh em chịu khó để lại ha.
thì cái gì mà làm ít thì có thể lấy trong ngày được, thì cái đó là tới tiệm mình để nói chuyện, chứ cái đồ xu thì nó khó kiếm nha anh em. Rồi.